đang chiếm được nhiều ưu thế như hiện nay, thì không chỉ các nền tảng số mới mọc lên như nấm, mà ngay cả những ứng dụng dường như đã từng bị khai tử thì nay lại xuất hiện trở lại, trong đó phải kể đến P-Network, ứng dụng đào tiền ảo từng gây sốt ở Việt Nam vào giai đoạn đầu năm 2020. Theo đó, gần một tháng nay, lượng người tham gia P-Network tại Việt Nam đã tăng nhanh trở lại. Từ giữa tháng 11, lượng người tham gia trao đổi về P tăng mạnh. Nhiều tin đồn liên tục xuất hiện như P sẽ có giá vài chục cho đến vài trăm đô la Mỹ. Có những nhóm đang âm thầm thu mua P, hay là P sắp được niêm yết trên sàn lớn nhất thế giới, hoặc là đội ngũ P đang tham gia triển lãm tiền số, vân vân. Mỗi một bài viết như vậy thì đã thu hút được hàng nghìn lượt tương tác trong các hội nhóm hiện nay. Vậy P là gì và làm gì để có được tiền từ P, và P có lừa đảo người dùng hay không? Chúng tôi sẽ cùng phân tích với quý vị ngay sau đây. Theo như mô tả của ứng dụng này thì P-Network là một loại tiền điện tử chỉ khai thác được trên thiết bị di động, tương tự như một dự án đã được ra mắt trước đây, đó chính là Electronium ETN. Và điểm khác biệt của P nằm ở khả năng đó là đào P nhưng lại không tốn tài nguyên thiết bị như những ứng dụng khai thác coin miễn phí khác. Theo đó, P-Network được thành lập bởi một đội ngũ cựu sinh viên Đại học Stanford từ năm 2019, trong đó có 3 trụ cột chủ lực trong việc phát triển dự án, có thể kể đến là 2 tiến sĩ và 1 MBA của đại học này. Họ là những người đã góp phần xây dựng cộng đồng blockchain tại Stanford là Dr. Nicholas Cochin, trưởng bộ phận công nghệ, Dr. Chen Yiaofan, trưởng bộ phận sản phẩm và ông Vincent Mark Phillips, trưởng bộ phận cộng đồng. Theo những lời giới thiệu về P-Network thì giá trị cốt lõi của dự án này là đặt con người làm trung tâm, trao sức mạnh của đồng tiền điện tử vào tay con người với mong muốn sẽ sớm thay thế Bitcoin, tạo ra một đế chế mới, dễ khai thác, dễ tiếp cận. Và đặc biệt bản chất của P-Network là để lưu thông, không phải để lưu trữ. Thế nên số lượng P có trên thị trường chỉ để điều tiết dòng lưu thông này mà không hề ảnh hưởng đến tương lai của P sau này. Vâng, với những mục tiêu vượt trội được đưa ra, vậy P sẽ hoạt động như thế nào trên điện thoại di động? Theo đó, những người tham gia chỉ cần một chiếc smartphone, tải ứng dụng P-Network về máy và đăng ký tài khoản sử dụng khá đơn giản. Sau đó mỗi ngày bạn chỉ cần đăng nhập và nhấn Start để bắt đầu đào P. Một điểm đặc biệt là quá trình này vẫn có thể tiếp tục diễn ra ngay cả khi thiết bị ngắt kết nối Internet. Tốc độ khai thác P sẽ tỷ lệ nghịch với số người tham gia vào cộng đồng để tạo độ khó trong việc khai thác. Nếu càng nhiều người dùng thì số P đào được sẽ càng ít đi. Tốc độ ban đầu là 3,1 P trong một giờ, nhưng khi mà cộng đồng này lên đến con số 10 triệu thành viên, cụ thể là vào cuối năm 2020, đầu năm 2021, thì đã có hơn 13 triệu thành viên, thì tốc độ đào P đã giảm xuống chỉ còn 0,2 P trong một giờ. Và thời điểm mới khi mà xuất hiện thì mỗi ngày đào tiền, người dùng có thể kiếm cho mình là 0,1 đồng và phải có đến 10 đồng thì bạn mới có thể đổi được. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại khi mà đồng Pi dự kiến sẽ lên sàn tiền số vào cuối tháng 12, thì mỗi đồng Pi sẽ có giá trị tương ứng vào 314 đô la Mỹ. Theo thống kê của Similarweb trong tháng 11 cho thấy, tỷ lệ truy cập vào website của P-Network từ các địa chỉ IP trong nước đã tăng lên 58% và đã đưa Việt Nam vào đứng thứ tư toàn cầu về lượng truy cập website này.